triển thì cái thẩm mỹ nội khoa chúng ta cũng phải làm mạnh vào đây. Và PCL cũng là một cái phát minh mới. Trước đây thì chúng ta dùng để làm chỉ, rồi dùng cái dưới dạng bột và pha ra. Thì bây giờ thì Trang Trang Discover mang về một cái sản phẩm giúp cho chúng ta mà tiêm sẵn ngoài các cái HA mà chúng ta đang dùng. Và chúng ta có lựa chọn mới. Xin thay mặt hội nghị thẳng vào. Xin chào mọi người, mình là Hà Sakura, hiện tại mình đang điều hành tại Sakura Spa Academy. Hôm nay được nhãn hàng Trang Trang December mời đến dự hội thảo. Cái cảm giác đầu tiên là mình rất là bất ngờ, bởi vì đây là một cái hội thảo được tổ chức ở trong bệnh viện da liễu. Và khi đến đây thì còn bất ngờ hơn nữa là bởi vì mình nhận được cái sự chia sẻ từ các bác sĩ rất là nhiều kiến thức bổ ích. Sau ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ áp dụng được những kiến thức này vào trong spa của mình. Cảm ơn team Trang Trang đã luôn hỗ trợ và tạo ra cái buổi hội thảo ý nghĩa như thế này. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Có khá nhiều cái nghi hiệu tư điểm được xem là có lợi là một cái hoàn cảnh tân tạo. Xu hướng sử dụng PCL này được càng nhiều từ những cái chất liệu như là các chất liệu để chỉ thẩm mỹ cho đến những cái sản phẩm mang tính chất là sử dụng tiêm để làm đầy, với những cái sản phẩm ngày càng mang tính chất là an toàn và ưu việt hơn. Mình là Thảo Nguyễn ở bên phòng khám tại ở quận Long Biên. Mình đến đây hôm nay thật sự là mình cũng được tiếp cận rất là nhiều các bác sĩ cũng như là các spa, phòng khám và học hỏi rất là nhiều các kiến thức cũng như là biết đến các sản phẩm mới để ứng dụng trong cái phòng thẩm mỹ càng ngày càng phát triển hơn và đưa đến các cái liệu trình cho khách một cách an toàn và hiệu quả. Và độ đàn hồi của da sẽ được cải thiện và không xảy ra u hạt hay là nốt sần ở trên da. Khi mà đưa ra ngoài thị trường thì sản phẩm này đã được phân phối ở thị trường châu Âu.